sức nghề Thanh Phương quay một mẫu giày nam cho mọi người xem. Chung là mẫu giày này Phương rất là thích, dưới mẫu giày bốt mang rất là ôm chân, ôm được cái cổ chân và cái mũi bàn chân. Đây là một mẫu giày buộc dây với da nhám, có mấy cái viền chỉ tạo lên sự mạnh mẽ cho phái nam. Đây Phương đang mang là một đôi giày với chiều cao là 4 phân, size 40. Các mẫu giày là Phương này Phương rất là thích, tại vì khi mà đôi giày mình mang vô mình cảm giác là mình giữ được cái bàn chân mình nó vững, thì mình nhảy nó nhìn rất là đẹp và bàn chân của mình nó không có khập khểnh. Giày khiêu vũ mình có thể là mình mang đi tiệc đám cưới hoặc là liên hoan sinh nhật gì cũng vẫn được, nhưng mọi người hoặc đi làm cũng được, đi công sở cũng được, không nhất thiết là mọi người nghĩ là mang giày khiêu vũ là mình phải biết nhảy khiêu vũ nha. Tại vì Phương đa số là mang giày rất là nhiều, nhưng là vẫn thích là mang giày khiêu vũ hơn. Tại vì giày khiêu vũ có một cái đặc điểm là mang rất là bền, và cái thứ hai nữa là cái gót nó cao, mình đi mình cảm giác là cái dáng của mình đi nó thẳng, nó không có là ở dưới, nó không có mỏi chân nữa. Phương đang mang là 40, và đặc biệt những khách hàng của Phương á và những cái bạn bè học khiêu vũ Phương Nam thường là đa số mấy chị nó em thấy đôi giày nào mà cảm giác mà nó đẹp mang im thì giới thiệu cho chị. Có khi là giày khiêu vũ nhiều lắm, nhưng thực ra là mình muốn biết được cái đôi giày mang im mà chân hay không là mình cũng phải có cái kinh nghiệm mang nhiều đôi. Rồi cái thứ hai nữa là mình mang mà mình nhảy trên sàn, mình trải nghiệm nhiều mình mới biết được cái đôi giày đó. không nhất thiết là cái đôi đó là mất tiền là phải mang im, không nhất thiết là như vậy. Nhưng mà cái đôi giày nào mình mang cảm giác là nó im chân và nó bền là Phương thích. Đây là thợ đóng cái đôi giày này Phương rất là thích. Mình có thể là mình đi mình sẽ uống được cái cổ bàn chân thẳng cái bàn chân hơn. Mình xoay chuyển đồ cũng rất là dễ. Rồi anh chị nào có nhu cầu đặt cái mẫu giày khiêu vũ này thì liên hệ với Phương qua số điện thoại 0917684282 và số Zalo của Phương. Cái gì thì gửi địa chỉ về số điện thoại để dì Phương máy xác nhận thông tin cho mọi người. Đôi giày này là mang đi chơi Tết là tuyệt vời. Rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ và có nhiều bước nhảy điêu luyện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.